mời quý vị khán giả đang đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 với sự đồng hành của Tôn Đông Á. Và đây là một chương trình rất đặc biệt. Khi mà người chơi họ đến đây, họ cất cao tiếng hát không phải vì ước mơ của riêng họ, mà vì những người mà họ thực sự yêu thương. Đó là lý do mà những con người ấy tìm đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ và hy vọng rằng cất cao tiếng hát của mình, họ có thể đem về những phần thưởng có giá trị. Hãy cùng cất cao tiếng hát, lấn át khó khăn. Và đến với chương trình của chúng ta, ngoài sự tham gia của 4 thí sinh thì chắc chắn không thể thiếu sự đồng hành của những giám khảo. Hãy cùng chào đón họ ngay bây giờ. Đầu tiên hãy cùng chào đón giám khảo nghệ sĩ Trấn Thành. Và một vị giám khảo xuyên suốt của chương trình Hát Mãi Ước Mơ, chúng ta sẽ cùng chào đón giám khảo ca sĩ Cẩm Ly. Điều mà hai giám khảo cảm thấy thích nhất, tâm đắc nhất khi đến với chương trình này là gì? Cái điều mà Thành thấy hay nhất á là chúng ta không có quá bi lụy vào một cái điều gì đó, mà đây là họ đến đây để chiến đấu bằng giọng hát, để mang về cho người thân mình những món quà rất là thực tế. Và bạn có tài năng thì bạn sẽ giúp cho người thân mình lấy được giải thưởng đó. Và tôi rất là hoan nghênh cái tinh thần của chương trình. Với chị Cẩm Ly thì sao? Khi mà mình tham gia nó cũng không có nặng nề bằng một cách thi thố, mà ở đây là nó biểu hiện cái tấm lòng. Tất cả những điều đó khiến cho Ly cảm thấy là rất là hào hứng và thích đến với chương trình này. Cảm ơn chị Cẩm Ly, cảm ơn Trấn Thành. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của vị giám khảo khách mời ngày hôm nay. Anh đang cầm trên đôi tay bông hoa tình yêu lâu nay, nhưng thật không may làm rơi cánh hoa xuống thềm. Khi không còn em bên anh, hương thơm cành hoa mỏng manh. Tựa vào cơn gió, đêm đêm làm sao trốn tránh. Nơi đây màn sương long lanh, nghe từng âm thanh giọt sương khẽ rơi buốt lạnh. Xin em cầm đôi tay anh, xin em một lần lắng nghe. Lắng nghe tim anh, dù tim anh nói không nên lời, chỉ biết cảm nhận rối bời. Nhưng sao luôn chờ đợi, luôn gọi tên em. Đôi chân thầm lặng anh đi, cho dù vẫn biết. Biết mỗi khi gần em, anh dịu dàng đến từng phút giây. Nắm tay em thật lâu, hôn ngọt ngào bờ mắt em. Kể bao nhiêu chuyện vui, như chỉ mong em cười hé môi. Cánh tay anh là đôi, nhẹ giúp mỗi đêm. Đến khi không gặp em, anh ngờ như sao một giấc mơ. Cố quay lưng ngủ đi, nhưng tiếng không ra ế em. Trái tim thêm lẻ loi, xin đừng xa anh đừng quá lâu. Hãy cho anh nhận ra tình yêu vẫn quanh đây. Tim anh nói không nên lời, chỉ biết câm nín rồi bời. Nhưng sao luôn thầm gọi tên em. Xin cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn ca sĩ Quang Vinh, hoàng tử sơn ca của nhiều cô gái. Mà không phải là ai đứng kế bên hoàng tử cũng là công chúa đâu. Thì ngày hôm nay Vinh rất là vui khi được tham gia chương trình. Ngày hôm nay mình không nghĩ là mình giám khảo đâu nha. Vinh muốn ngày hôm nay tới đây để hỗ trợ, có thể là sẽ động viên tinh thần cho các bạn tham gia ngày hôm nay. Cảm ơn anh Quang Vinh với tinh thần như vậy. Và bây giờ thì anh có thể trở về chiếc ghế của mình được rồi. Còn bây giờ, trước khi đến với vòng đầu tiên được mang tên Ước Mơ, hãy cùng thư giãn trong một vài phút. Chúng ta đang cùng nhau đến với vòng đầu tiên được mang tên Ước Mơ. Và đầu tiên chúng ta sẽ cùng chào đón một cô gái có cái tên rất đẹp. Tên của cô ấy là Hồ Linh Thùy Giang. Em tên là Hồ Linh Thùy Giang. Em vừa tốt nghiệp vào tháng 7 vừa rồi ở trường Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ. Và hiện tại thì em vẫn đang đi hát ở thành phố Cần Thơ. Khi mà em tốt nghiệp cấp 3 xong thì ba mẹ em chia tay nhau, cho nên là em về đây và ở với ngoại.
lúc đó mẹ em khó khăn lắm. Mẹ vừa áp lực công việc, vừa lo là ngày mai sẽ phải sống như thế nào. Rồi công việc nó... Nhiều khi mẹ điện cho em á, mà mẹ chỉ nói là mẹ nhớ con, muốn được ở chung với con. Hiện tại là tôi đang sống với lại đứa con út. Cái thu nhập của cô hiện tại là được khoảng 7 triệu. Thì cái tiền nhà khoảng độ là linh động trong khoảng 2 triệu, 2 triệu 2. Phải làm thêm những cái việc ngoài giờ để kiếm thêm một khoản nữa, để mà cố gắng để cho con nó học. Mà niềm tự hào của mình là dù vất vả nhưng mà mình vẫn cho con được học hành. Mình hy sinh tất cả là vì con. Nhưng mà thực sự mà nói là để cái tuổi của cô đó cũng không cho phép được là liệu mình có được tồn tại và được làm mãi mãi hay không. Cho nên cô cũng rất là lo. Là con mà em rất là muốn làm một cái gì đó là ổn định để có thu nhập để mà phụ giúp được với mẹ. Cô thương bé lớn, vì bé lớn lúc đó nó ra bé lớn chừng trong tuổi ăn tuổi học đó mà phải rời mẹ, mà có nó có những cái khát vọng của riêng nó mà cô không làm được thì cô rất là buồn. Cô nói chuyện đó thì bây giờ con cứ về rồi mẹ con mình đùm bọc lấy nhau, có nhiều sống mấy nhiều, nhưng mà bé Giang nó suy nghĩ là sợ mẹ lại lo lắng nhiều nên nó cũng chưa có cơ hội để nó quay trở về với mẹ ở Sài Gòn. Em sợ em sẽ thành gánh nặng cho mẹ. Những gì em có thể làm được, em chỉ muốn được trả nợ hết cho mẹ để mẹ có thể sống một cuộc sống thoải mái. Em rất là muốn lên sống với mẹ và em, rất là muốn ba mẹ con ở chung một nhà. Về nhà, về để nghe trăng thanh gió mát bên hàng cây xanh, về để nghe chim non ríu rít khi bình minh lên, về để nghe con thơ ca hát khi hoàng hôn buông, về để ăn cùng với mẹ tôi một bữa cơm chiều. Tôi muốn về nhà, về cùng em sau bao năm tháng khô cằn xa nhau, về để quên đi bao ký ức chất chồng thương đau, về để đôi ta sẽ viết tiếp câu chuyện mà chờ ta, chợt nhận ra mình có tất cả mỗi khi về nhà. Cho qua đi hết hơn thua với đời, vinh quang hay những gió mưa tơi bời, con tim vẫn nhắc với ta một lời sẽ quay trở về. Thật hạnh phúc khi biết ai đó vẫn luôn chờ ta. Chợt nhận ra mình có tất cả mỗi khi về nhà. Thật hạnh phúc khi biết ai đó vẫn luôn chờ ta. Và chợt nhận ra mình có tất cả mỗi khi về nhà. Thank you.
ca từ rất đẹp. Thật hạnh phúc khi có ai đó vẫn luôn chờ ta, chợt nhận ra mình có tất cả mỗi khi về nhà. Hôm nay nhìn Giang đẹp lắm. Tại sao em quyết định là có một cái hình ảnh như thế này khi đến với Hát Mãi Ước Mơ? Trước đây em cũng có đi diễn. Thì mỗi lần mà em đi diễn thì em cũng đều chụp hình lại và gửi cho mẹ xem. Thì lúc nào mẹ cũng nói với em là mẹ ước được một ngày được xem em diễn trực tiếp như thế này, được thấy con gái mình mặc đồ thật là đẹp như là những bức hình. Giang ơi, ngày hôm nay thì có mẹ đi xem không? Dạ có anh. Xin mời mẹ lên sân khấu cho mọi người biết mặt đi ạ. Dạ, con mời cô ạ. Xin chào cô ạ. Cảm xúc hiện nay của chị như thế nào? Không biết là diễn tả như thế nào. Nhìn thấy con như thế này là hạnh phúc của con chính là hạnh phúc của mẹ. Cô ơi, những lúc mà xa con á, có vì công việc, vì hoàn cảnh á, nhớ con quá rồi, lúc đó cô làm gì? Phải cố gắng vượt qua thôi, tức là lấy công việc để làm niềm vui, bù đắp lại tất cả những lúc trống vắng. Chỉ biết làm việc thôi. Nhưng mà vẫn là mong một ngày nào đó để mà mình có cơ hội để rước con về. Em hỏi thật là chị có nghĩ tới chuyện là lập gia đình mới không? Cái cuộc sống là còn nhiều lo toan quá, không có dám nghĩ đến chuyện đó. Còn bé làm sao? Em thấy nếu mà mẹ mà có muốn đi một bước nữa thì em cái tâm trạng em sao? Em có sẵn lòng cho mẹ làm điều đó không? Dạ em sẵn lòng. Anh cũng có vài mối với anh giới thiệu. Mắc cỡ lắm á. Nhưng mà người nào phải hài hước giống Trấn Thành mới được nha. Thấy chưa? Cảm ơn chị. Dạ. Giang ơi, em bước ra sân khấu một hình ảnh rất là đẹp. Bài hát này nó nói lên cái tâm tư của em, cái niềm khát khao tôi muốn về nhà, tại vì không có đâu bằng nhà mình hết. Về nhà là có tất cả, ai cũng muốn ở gần mẹ mình hết trơn, không ai muốn xa mẹ hết. Mà chị nghĩ rằng mẹ rất là cảm động, mẹ cảm động lắm, và chị hy vọng rằng cái ước mơ của hai mẹ con được ở gần nhau sẽ sớm thực hiện. Bạn lựa một cái bài nó không có trân trổ gì trơn á, nhẹ nhàng tình cảm ha, và nó không có gì mà quá phô diễn kỹ thuật, nhưng mà nó rót vào trong trái tim người ta những giọt cảm xúc từ từ thôi, nhưng mà một lát nó đầy. Và Thành rất là thích cái phần trình diễn hồi nãy vừa rồi, nhất là cái câu cuối mà bạn bỏ nhỏ đó, cái ao bạn làm nó rất là xúc động. Thật hạnh phúc khi biết ai đó vẫn luôn chờ ta, và chợt nhận ra mình có tất cả mỗi khi về nhà. Cảm ơn Thùy Giang với phần trình diễn này, và mong rằng là điểm số của Thùy Giang cao thì cao. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một chàng trai, bạn ấy còn rất trẻ, đầy nhiệt huyết và luôn sống vì người khác. Bạn ấy có tên là Minh Huy. Em tên Nguyễn Minh Huy, năm nay em 21 tuổi, là sinh viên năm 2 trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Em chọn học sư phạm là cũng vì lý do là thứ nhất là cũng thích đứng trên bục giảng, cái thứ hai là học sư phạm nó không có phải tốn tiền trường này kia cho nên cũng đỡ. Em đang kiếm thêm thu nhập để trang trải việc học hành là giữ xe ở quán cơm. Em định là đi làm ở giữ xe là có một số tiền để mua một cái thùng loa đi hát, tại vì đam mê. Và em muốn tham gia chương trình để giúp đỡ bé Tiên. Bé Tiên bị ung thư máu cũng được 2 năm. Bé mới đầu thì bé đang đi học là bé bị sốt. Rồi cô cho về, tôi chở bé qua bên bác sĩ khám. Bác sĩ kêu là bé mắc chứng bệnh ung thư máu. Bác sĩ cho chuyển qua bên ông bú. Nhưng qua ông bú thì bác sĩ khám thì bác sĩ nói bé bắt cũng mắc ung thư máu. Nhưng mà bé may mắn cũng là không có xạ trị, bé được thuốc đặc trị. Viên thuốc khoảng 1,5 triệu mà một ngày là bé phải uống 3 viên. Cũng may là nhờ sự giúp đỡ của bảo hiểm y tế mà bé Tiên có thuốc để uống. Theo em biết thì gia đình cũng nợ một số tiền khá lớn là khoảng vài chục triệu. Thì cho mẹ cũng ráng phải mằng thì từ từ rã cũng hết.
từ từ có mình có 100, trả 100, 200, trả 200. Cũng có mắc nợ, nói chung là cha mẹ hiện giờ cũng vẫn còn mắc nợ. Nhưng mà thôi kệ, cố miễn con nó khỏe được rồi. Người ta thấy con mình bệnh người ta cũng thương. Mượn nợ người ta mới lấy lời. Cô chú đã ngoài 40 thì vài năm nữa thì cô chú cũng sẽ lớn tuổi, không có đủ sức khỏe để làm kiếm tiền để lo cho bé Tiên được nữa. Thì em không biết sau này thì sẽ hoàn cảnh bé Tiên sẽ ra sao. Thì bác sĩ nói là bé không có hoạt động nhiều. Bệnh của bé mà hoạt động nhiều thì bé sẽ bị thiếu máu. Nhưng khi bạn bè chơi vậy chứ nó đứng nó dòm thôi, không dám cho nó chơi nhiều. Em muốn tham gia chương trình để giúp đỡ cho bé Tiên, để giúp đỡ gia đình một phần nào đó. Em thì gia đình cũng không có khá giả gì nhiều, nhưng mà mình sức mình được bao nhiêu giúp đỡ thì mình cứ giúp. Đôi đâu em, anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đại ca cao sang, lụa là gấm hoa vàng son. Anh không đi tìm người yêu đôi chắn thay đen, anh không đi tìm người yêu xây đắm xa hoa. Trong mơ dấu nghèo nguyện không đổi lòng em ơi, biết rằng ở đời ai không muốn đẹp giàu càng cao sang, vì anh nghèo đau xa mà em ơi. Anh tìm người yêu không ướt má cao em ơi, anh tìm thương mãi tranh xiêu. Mãi đây cho dù rằng đời gông bế chân trời, cuộc đời bao ta phong ba, suốt đời có nhau bên mình. Mãi đây cho dù rằng đời gông bế chân trời, cuộc đời bao ta phong ba, suốt đời có nhau bên mình. Minh Huy, Huy có hồi hộp không? Dạ có. Hồi nào giờ có biểu diễn ở sân khấu lớn như vậy chưa? Dạ không. Có hát karaoke không? Dạ có. Nhiều không? Nhiều, có đi hát rồi. Chị Cẩm Ly thấy hôm nay bạn Minh Huy thể hiện như thế nào ạ? Còn rung rất là nhiều. Hát ở đôi chỗ có sắp sửa nó bị xỉn rồi đó. Mà biết sao không? Anh thấy là em là được cái lịch thuận lợi á, là giọng em vang sáng lắm. Chỉ có cái là em rung quá thôi. Mà quan trọng bây giờ cho anh hỏi cái này nha, là em đi hát cho ai vậy? Cái người đó là quan hệ gì với em? Có quan hệ bà con hay không em? Dạ không. Tại vì em đi học trong trường theo đoàn hội làm tình nguyện á, thì mới gặp được cái hoàn cảnh của bé Tiên. Là bé Tiên bị ung thư máu cách đây cũng năm mấy hai năm rồi. Em thấy thương cho bé Tiên. Chị thích ở em đó là cái tinh thần và cái ý nghĩa mà em đến với cuộc thi này. Cảm ơn Minh Huy, cảm ơn tấm lòng của em.
Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một đoạn clip để cùng làm quen với một cặp vợ chồng rất dễ thương, và họ đến từ tỉnh Trà Vinh. Tôi tên Nguyễn Thị Kim Liên, ở Trà Vinh. Năm nay cô 54 tuổi. Cô đang làm bán nấu. Thỉnh thoảng nhưng mà có ai nấu đám thì cô cũng lãnh nấu. Mê hát. Tại vì cô thích lắm, cô không biết sao mà nhỏ, từ nhỏ là cô đã ham hát rồi đó. Lắm lúc mà cô nấu đám nha, cô mệt nha, là cô sẽ lên hát nè, là cô sẽ khỏe lại. Nó nói thiệt. Xưa thì còn thanh niên thì cũng khoái nhạc lắm, yêu thích nhạc. Lập gia đình với cái bả, cái hai đứa kết hợp nhau là hát suốt. Thứ hai có đám tiệc là xung phong lên hát. Thì cũng khó khăn đó, giờ hiện tại giờ đang thiếu nợ nhà nước. Hiện nay là cô đang thiếu nợ 35 triệu. Cô mượn trên 10 năm. Cô cũng muốn làm để vay buôn bán. Mà cái công chuyện mình nó không được với người ta. Công chuyện của mình là giống bình thường để sống hàng ngày thôi. Mà đâu có không có làm lớn lao được. Thì thu nhập thì ví dụ nói chung bữa chợ, ví dụ đắt thì cũng được 100. Còn mà bữa chợ ế thì cũng vài chục ngàn. Cũng xem lỗ tiền xăng. Thử ra mần hoài thì nợ còn hoài. Chỉ là trả cái lãi thôi. Máy này thì cô hơi yếu, huyết áp cao, với mỡ máu, với khớp, bị đau đứa bên đầu rồi nè. Giờ cô trị nói chung là khoảng chừng tháng nay là cô đang khỏe đó. Thì ông xã cũng bị huyết áp nhưng mà giống như là nhẹ hơn còn chút. Cái nhà này là cô xây cũng 4-5 năm mà. Đầu là lá, sau cái bà con á, người ta xuống á, cho mình cái mình cũng dựng dắp vậy nè. Vậy đó để cho hai đứa cháu nó ngủ. Rồi khi mà sáng á, thì cái miếng mình dở lên vậy nè, thì nó có gió vô. Cái nào mưa thì mình sụp xuống. Nhà cô thì nó nhỏ vậy đó, nhưng mà có cái là dâu rể rồi cháu đồ, con cháu ở chung với cô, mình thấy nó cũng vui. Nguyện vọng của cô là cô muốn trả nhà nước, trước mắt cô trả nhà nước đi, rồi nếu mà có dư nữa, thí dụ như mà cô có thể được dư nữa thì cô sửa nhà sau lại. Đó lâu rồi hai đứa mình yêu nhau, mong ước dài lâu ta sẽ chung nhịp cầu. Đôi ông bắt bướm bên góc cạnh bờ ao, tình yêu lắng sâu đã đi vào cõi nhớ. Thờ ấy chúng mình hay ngắm nhìn trăng lớn, sưởi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình. Lời ru bên nước ai hát điều hò khoang, tình nơi dở dàng như lỡ một cùng đàn. Ôi chuyện xưa qua rồi, chuyện xưa qua rồi, còn hình trong Kim Liên ạ. À.
Ban giám khảo thấy cô Kim Liên trình diễn như thế nào ạ? Cô tổng ơi, cô cùng luôn ha. Cô hát hay quá. Quan trọng hết là cái độ mượt mà. Cô hát cái bài nó suôn sẻ, nghe nó không bị hồi hộp. Làm như hát xong cái mình khỏe lại vậy đó. Nghe thế đã. Chứ đã. Là cũng rung lắm á chứ. Rung chứ biết mà. Biết sao mà bữa nay cô thoải mái vậy không? Sao? Cô có tình yêu. Tình yêu của cô ngồi dưới đó. À, dạ ảnh đâu. À, ảnh kìa. Đâu? Dạ mời chú đứng lên ạ. À. Con mời chú lên sân khấu luôn ạ. À. Rồi xin chào bà Di Chính Cao. Dạ hồi nãy thì ở trong cái đoạn clip có tâm sự rằng chú cũng rất là thích hát. Dạ. Hay là không ấy hai người hát đọc khoảng đi. Được không cô chú? Dạ để xin sân ca với bà xã. Dạ con mời cô chú ạ. À. Mộng tròn mơ vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ mình đã đi chung trên con đường dạt dào mình đã reo reo nghe chốn bể mưa nguồn màu áo xưa em đang cho người nàng hành trang có bạt chăn với phong sương vẫn còn đậm tình thương chỉ có đôi ta thân bao giờ đến khi chỉ có đôi ta tha thiết mong ban đầu đừng khóc cho tương lai khi thuyền ngược về đâu với một tiếng tình yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Giờ con muốn hỏi cảm xúc của chú sau khi hát bên này. Dạ rất vui ạ. Dạ rất vui là khi được đứng trên sân khấu cùng bà xã mà để hát một bài. Bây giờ làm cho em chuyện nữa cho nó trọn vẹn. Hung bà xã một cái giùm tôi đi chị. Đâu rồi? Cuộc sống thì nó cũng còn cái lo toan vất vả. Nhưng mà vợ chồng á, mà đồng vợ đồng chồng mà thương yêu nhau nè, bữa nào buồn buồn ngồi kế nhau rồi hát vậy nè, rồi con nghĩ vậy thôi là đủ rồi đó. Sau nhiều năm của cuộc hôn nhân rồi mà mình vẫn giữ được điều đó, thật sự quý lắm luôn. Con chúc mừng cô chú với hạnh phúc mà cô chú đã có được. Xin dạ. Cảm ơn cô chú. Thưa quý vị khán giả, đứa trẻ nào cũng xứng đáng nhận được tình yêu thương và những gì tốt đẹp nhất. Nhưng thực tế là có rất nhiều những em bé đã sinh ra trong những hoàn cảnh rất khó khăn, thiếu thốn trăm bề. Và đáng thương hơn là nhiều em nhỏ phải chịu đựng những cơn đau do bệnh tật hành hạ. Và chúng ta sẽ cùng chia sẻ câu chuyện ngay sau đây. Mình sinh ra và lớn lên ở Sóc Trăng. Hiện nay mình đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay mình đang là phóng viên cho một tạp chí kinh tế. Để nói là dư giả với cái mức thu nhập tại thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ rất là khó khăn. Mình nghĩ rằng mình không có tiền nhưng mình có tinh thần, mình có sự nhiệt huyết để mình truyền lửa cho những người xung quanh, truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Thì đối với hoàn cảnh của em Khải bị ung thư ruột đợt này thì là mình cũng được sự giới thiệu của các anh chị trong nhóm họa sĩ cùng sánh bước. Bé Khải thì sinh năm 2010, thì em quê ở Ninh Thuận. Gia đình của em thì nghèo, cha mẹ em thì khó khăn phải đi làm công. Nhập viện đây khoảng nửa tháng nữa, coi như là cái truyền dịch xong ăn uống bình thường thôi. Rồi coi như là đi lấy đi một sinh thiết á. Là từ mà sinh thiết mà vô hóa chất á, là tới bây giờ là dập tê tu luôn ấy là không. Bác sĩ nói là bây giờ hiện tại bây giờ nếu mà cháu muốn khỏe hẳn á, qua phải qua 5 toa đầu tiên. Mà 5 toa đó mà trong thời gian là tương đương với 1 năm trời. Và 1 toa đầu tiên á, là tính mấy triệu tiền viện phí. Cũng đi
làm thuê làm mướn nè. Đến ngày mùa cà phê thì mình hái cà phê, cái mùa điều thì mình đi lặt điều. Thì nói chung thì tiền viện phí của nó thì nói chung thì gia đình mình đi làm ăn xa thì nói chung khúc nào là lo khúc đó cũng hết rồi. Phía mất nó đang bệnh như vậy thì bây giờ mình vay mượn anh chị em thì ai có thì ai giúp chứ sao bây giờ. Bữa nó vô nhập viện đây nó chưa ăn cơm gì lần nào. Chị ăn vô là ói ra, bác sĩ điều ngưng để theo dõi mà. Mình cũng hy vọng rằng với cuộc thi này mình sẽ giúp em không nhiều, nhưng nó có thể là giúp em hỗ trợ cái việc mà thuốc. Và cái lớn nhất nó tạo động lực cho mình đó chính là cái cảm hứng mình truyền cho mọi người. Hy vọng rằng mọi người biết nhiều hơn để giúp đỡ em vượt qua cái sự khó khăn này. Cho Thành hỏi là ở đâu bạn quen được cái đôi vợ chồng này? Em được đồng hành chung với một nhóm các anh chị là họa sĩ. Thì các anh chị này là có các chương trình từ thiện.
Thực sự cái hoàn cảnh mà em biết trước để tham gia chương trình thì em bé nó đã mất. Thì cuối cùng là em chọn hoàn cảnh của thứ hai của chị này. Khi mà mình có tiếp xúc thấy được em bé nằm ở trên giường nằm khóc, em nghĩ không chỉ riêng em mà tất cả các anh chị, tất cả mọi người sẽ cảm thông cho bé, cảm thông cho cha mẹ của bé. Có những điều mà nếu mà không thực hiện nhanh thì chúng ta không còn kịp thời gian nữa để giúp đỡ một ai đó, đúng không Tài? Cái mức độ chữa khỏi của cái cậu bé mà bạn đang giúp đỡ là bao nhiêu? Em phải trị qua 5 lần. Khi mà em gặp em bé, em đã trị là lần thứ 2 là mổ. Bác sĩ nói là sau 5 lần trị đó, nếu như mà ổn thì mới tính được phía sau, chặng đường phía sau. Như vậy là hy vọng còn nhiều đúng không? Dạ, hy vọng còn nhiều. Là lúc đó là trong 3 tháng trời bé không ăn được, mỗi ngày chỉ được 2 muỗng nước đường thôi. Và tới nay thì bé đã được ăn cháo là được rồi. Thì đó là cái tín hiệu đáng mừng. Bạn có biết tổng chi phí cần phải có là bao nhiêu không? Tổng chi phí thì em ước đoán rằng một phải hàng trăm triệu, vài trăm triệu. Mà anh chị thì đi làm công ở Đà Lạt thì em cũng mong rằng sẽ được sự chia sẻ. Hôm nay có tiếng hát của mình tại chương trình Hát Mãi Ước Mơ, bạn cảm thấy như thế nào? Được đứng cất tiếng hát tại sân khấu này quả thực sự là rất là rung và rất là áp lực. Áp lực của em không phải là đối với bài hát nó quá khó hay là mọi người, mà áp lực của em đó là em đã gieo trong cái hoàn cảnh của em bảo trợ một cái sự hy vọng quá lớn. Em sợ chính bản thân em là đã gieo hy vọng và làm họ thất vọng. Cho nét buồn vui bốn mùa trắng trời. Nhìn thấy toát hết mồ hôi thì chắc là cũng đã trải qua những cái căng thẳng rồi. Mà thực sự thì Vinh muốn chia sẻ thêm là Vinh thấy giọng hát của bạn nó cũng có cái chất rất là truyền cảm, rất có tình cảm trong đó. Thì tất nhiên mình không phải là chuyên nghiệp thì mình hát với cái đam mê của mình và với cái tình cảm của mình. Và cái điều mà Vinh ngưỡng mộ ở bạn ngày hôm nay đó là bạn đã mang một cái thông điệp mà hết sức là ý nghĩa. Bạn đã giúp đỡ một cái hoàn cảnh rất là đáng thương khác. Cảm ơn Đức Tài, mời bạn ở đây. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại ba người chơi trong chương trình hôm nay. Bốn người chơi của chúng ta đã trở lại sân khấu. Bạn Thùy Giang, bạn Minh Huy, cô Kim Liên và bạn Đức Tài. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi để biết được điểm số mà họ sẽ nhận được ở vòng đầu tiên này. Điểm số đang chạy trên màn hình. Số điểm cuối cùng của vòng thi đầu tiên. Và trong số 4 người chơi thì bạn Minh Huy đang giữ số điểm thấp hơn. Như vậy cũng có nghĩa là chúng ta sẽ tạm biệt bạn Minh Huy. Và phần thưởng mà Minh Huy sẽ nhận được đó là 7.100.000 đồng. Huy buồn, phải không em? Em đến đây để muốn kiếm số tiền thật lớn để giúp đỡ cho bé Tiên. Tại vì thôi tiệm thuốc mà bé Ti uống mỗi ngày là tới 4.500.000 lần. Cha mẹ hiện giờ cũng vẫn còn mắc nợ, nhưng mà thôi kệ, cố miễn con nó khỏe được rồi. Người ta thấy con mình bệnh người ta cũng thương, mượn nợ người ta mới lấy lời. Cô chú đã ngoài 40 thì vài năm nữa thì cô chú cũng sẽ lớn tuổi, không có đủ sức khỏe để làm kiếm tiền để lo cho bé Tiên được nữa. Thì em không biết sau này thì sẽ hoàn cảnh bé Tiên sẽ ra sao. Bình yên cất bước. Còn trẻ mà em rất là biết suy nghĩ như vậy thì thôi bây giờ như vậy, thôi tôi làm tròn thành 10 triệu. Thêm 2.9 triệu của anh nữa là thành 10 triệu nha. Gửi đến cho em với gia đình. Cảm ơn giám khảo Trần Thành. Cảm ơn Minh Huy vì tấm lòng.
của em. Và xin được chúc mừng ba người chơi còn lại. Chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi thứ hai được mang tên Chinh Phục. Bây giờ thì ba người chơi của chúng ta sẽ bấm vào chiếc nút để có thể chọn ra được bài hát mà họ sẽ thể hiện ở vòng thứ hai này. Đầu tiên, xin mời Thùy Giang. Lời ru cho con sẽ là ca khúc mà Thùy Giang sẽ thể hiện ở vòng thứ hai này. Đây là một bài tương đối thử thách đấy em ạ. Tự nhiên chưa gì làm không, em nó áp lực vậy. Nói cho em nó phải tỉnh táo. Tại vì với những cái bài khó vậy thì mình phải tỉnh táo em nhé. Cố lên nhé Thùy Giang. Bây giờ thì con xin mời cô Kim Liên ạ. Vô à. Bài này vô với cô không cô? Bài này hay nha. Nói chung nhá. Là cô cũng thích bài này. Đó, thích bài này. Vô à, vô. Thích là được rồi. Xin mời Đức Tài. Em nghĩ cái máy này nó có duyên. Thực sự cái bài 12 giờ lần đầu tiên em nghe là cái bài lần đầu tiên là nghe anh Thành hát. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay với phần dự thi. Đầu tiên ở vòng thứ hai sẽ đến từ Thùy Giang. Rồi
dù xa rồi giấc mơ thơ gieo rằng 12 giờ em hẹn tôi mong mãi tới 12 giờ chưa mừng tan ca nhớ nhớ một người thương 12 giờ
xe đạp lanh quanh xuống phố 12 giờ. Xe kịp thôi hay nhớ ngứa 12 giờ. Tâm hồn tôi như đã ngỡ một tình yêu. Là giờ có em, mùa xuân thơm trên làng môi rất rất thơm. Là tìm thấy tôi, tình em hát xoay đường tim giờ. Là ngồi sát thêm, kề vai nhé em nụ hôn đắm say. Là mình có đôi, dìu nhau bước vui ngày rực rỡ. Cùng em, mùa xuân thắm trên làng môi rất rất thơm. Là tìm thấy tôi, tình em hát xoay đường tim giờ. Là ngồi sát thêm, kề vai nhé em nụ hôn đắm say. Là mình có đôi, dìu nhau bước vui ngày rực rỡ. 12 giờ. Cảm ơn Đức Tài. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp lại cô Kim Liên và bạn Thùy Giang. Mỗi người một phong cách khác nhau. Mình cảm thấy phần này là mọi người tự tin hơn rất là nhiều luôn. Hát tốt hơn cái giọng hồi nãy nhiều nữa. Cái ca mà làm cho tôi ngạc nhiên nhất là cái ca của anh này. Tôi không nghĩ là anh có thể sôi động được như vậy mà cái nhịp anh chắc nha, nhảy rồi. Ôi ơi. Bên vẫn thấy bạn này còn nhiều bất ngờ đó đó. Không biết là còn cái chiêu gì nữa không. Còn cô nha, là y xì bon luôn. Nó Cẩm Ly ra, Cẩm Ly nói trời ơi rồi vô rồi bài tủ. Cái này mà có thêm câu cải lương nữa là vô luôn á. Hả cô, có hát cải lương được không cô? Thấy chưa? Cái vô giọng... đi. Mời cô ạ. Giọng này mà không hát cải lương thì không tin được. Hai ba. Con sao trong lòng nhớ bầy than thờ, tiếng sáo bi thương nức nở giữa đêm trường. Còn bé này trời ơi, tôi ngạc nhiên. Cái bài này nó cực kỳ khó quảng rộng. Xong rồi cái em lên, trời thấy nó thoáng mà nó dễ. Anh thấy cái nốt cao em hát rất là đẹp và chắc chắn về cao độ. Chứ em cứ bình thản, em hát nó rất là thoải mái. Kiểu của em là nhẹ nhàng thôi. Trong lúc em hát chị chú ý rất kỹ, chị để ý chị cứ nhìn em xong rồi nhìn mẹ. Cái tình cảm là cái ánh mắt khi lâu lâu á lại nhìn về mẹ. Mẹ ở đây cũng khác theo và mẹ giỏi theo con. Cái một sự hạnh phúc trong mẹ toát lên rất là nhiều và chị nhìn thấy. Dù muốn hay không thì chúng ta cũng phải đến với cái khúc này thôi. Ai sẽ vào vòng thứ ba? Ai sẽ phải dừng lại? Tôi không dám dở. Chúng ta sẽ cùng đến với số điểm. Ông Tài ông vui quá, ông làm bung tóc người ta luôn rồi. Nhưng mà có lẽ là bởi vì Tài cũng bất ngờ với kết quả này. Cô em không có ngờ, để lúc nãy là coi như là nhau kiểu đó là chơi tới đó, để chia tay đó. Thì ra là tâm lý là nghĩ rằng mình sẽ chia tay cho nên phải nhôi, chơi cho tới. Dạ. Nên làm nhoi, nhoi. Nên em vô nên em mừng hơi lố, con xin lỗi cô. Mừng hơi lố. Số điểm của Thùy Giang ở vòng thứ hai này là 75. Ở vòng đầu Thùy Giang cũng nhận được số điểm là 75. Như vậy bạn nhận được điểm chung cuộc tương ứng với số tiền 15 triệu đồng. Đây là phần thưởng dành cho Thùy Giang ngày hôm nay. Cảm ơn Thùy Giang, cảm ơn em và tạm biệt em.
những gì em có thể làm được. Em chỉ muốn được trả nợ hết cho mẹ để mẹ có thể sống một cuộc sống thoải mái. Em rất là muốn lên sống với mẹ và em. Rất là muốn ba mẹ con ở chung một nhà. Như vậy là chúng ta sẽ cùng chào đón cô Kim Liên và Đức Tài đến với vòng thứ 3. Quý vị khán giả, chúng tôi đang quay trở lại với quý vị khán giả đây. Và bây giờ sẽ là vòng thi thứ 3 được mang tên Tỏa Sáng. Ở trong vòng thi này, bạn Đức Tài và cô Kim Liên sẽ phải thể hiện hai ca khúc mà họ thực sự ưa thích. Chúng ta sẽ cùng đến với lực thi đầu tiên với tiếng hát của cô Kim Liên. Thank you.
nghiệp treo ta bơi, ai đấm đầm ai phá nuôi cho hồ nước đầy, làm mặt thương soi non xanh là nước biển ơi à, khoáng nhạc mái treo hư là khoáng nhạc mái treo ơi à, nhìn bóng chiều in ngân nương ta nhìn đất trời một dòng nghiêng soi, nghe tiếng rừng nghe tiếng suối xôn xao mái chèo, nhịp đời sinh sôi quyên về là bể treo ta bơi, ai đấm đầm ai phá nuôi cho hồ nương đầy, làm mặt cương soi non xanh mà nước biển ơi à, khoáng nhạc mái treo hừ là khoáng nhạc mái treo trời, một dòng nghiêng soi, nghe tiếng rừng nghe tiếng suối xôn xao mái chèo, nhịp đời sinh sôi quyện về mà bể cho chúng tôi ngạc nhiên. Nếu mà so với phong độ của cái vòng đầu tiên á, thì đây là lội ngược dòng luôn á. Vòng đầu là cái áp lực của anh nó mạnh lắm. Vòng thứ hai anh nghĩ là anh sẽ dừng lại. Anh nói là anh nhoi hết cỡ luôn. Đó. Nhưng mà không ngờ là lúc đó anh đã tự tin và anh cảm thấy không còn gì để mất. Tôi cháy hết một lần. Cho nên là khi hát bài này không thể tưởng tượng được. Lúc này là không còn sự rụt rè gì hết. Rất là tự tin luôn. Bạn là cái người mà làm cho người ta thấy bạn nhiều gia vị. Người ta không đoán được bạn làm cái gì kế tiếp. Mà quan trọng gì nè, làm nhiều mà trật thì nó cũng nói làm gì. Đúng mà hả? trung nó mới có chuyện để nói. Nữa là hai giờ này múa minh họa cho tài luôn đó, nãy giờ ngồi dưới này múa liên tục. Đó là bạn đã truyền cảm hứng cho tụi tôi ở dưới đây. Bây giờ thì mình sẽ cùng mời cô Kim Liên trở lại sân khấu ạ. Con xin mời cô ạ. Trong ba vòng đây là vòng cô hát hay nhất. Con thấy là cô nhập tâm nhất, nó da diết nhất. Nguyên một bài cô Kim Liên rồi nói wow, hát rất là mượt, hát rất thoải mái và hát như chơi chứ không có gì khó khăn hết trơn. Rồi đó là một cái điều rất là hay. Cô cách cô nói chuyện cũng vậy và khi cô hát cũng vậy á, cái tinh thần lạc quan của cô rất là lớn. Tuy rằng tôi có những khó khăn trong cuộc sống nhưng mà tôi cảm thấy rất là yêu đời. Con mong cô rằng vẫn giữ mãi cái tinh thần đó và đặc biệt là sẽ có những ấn tượng, những phút giây, những khoảnh khắc cô và chú cùng song ca với nhau một cái bài hát mà nó lại rất là ý nghĩa là đừng bao giờ nói xa nhau. Chúc mừng cô. Bây giờ
mình sẽ phải đến với phần quan trọng nhất, phần cho điểm. Trấn Thành, không có nở mà đánh ít luôn hả chứ? Bây giờ sẽ là giám khảo Cẩm Ly. Họ đang bằng điểm nhau. Hồi nãy thì anh Quang Vinh đã nói rằng là anh sẽ cho số điểm cao nhất, nhưng bây giờ mới là lúc mình cần phải chốt số điểm cuối cùng đây. Đó là mình làm đúng không? Anh ơi, và bây giờ cô Kim Liên và Đức Tài đang có số điểm ngang bằng nhau, họ đều 60 điểm. Chưa bao giờ thấy thí sinh vòng cuối mà đều như vậy. Số điểm cuối cùng sẽ được định đoạt bởi 80 vị khán giả đang có mặt tại trường quay. Và 30 giây bắt đầu. Giây nữa thôi và những con số đang nhảy múa liên tục. Họ chia đều giải thưởng này, tức là cộng lại 50 cộng 25 là sẽ ra con số 75 triệu. Khoan, bây giờ 75 mà chia 2 là ra nhiêu? 37,5 triệu. 37,5 triệu. Tôi gửi riêng bạn 2 triệu rưỡi nữa cho nó thành 40. Tại vì 2 triệu rưỡi đó là 2 triệu rưỡi tôi dành cho bạn. Tại vì cái tính lòng của bạn quá là dễ thương và bạn quá là cưng duyên dáng dễ thương của chương trình. Chúc cô Kim Liên sẽ thực hiện được những ước mơ của mình. Chúc cô chú sẽ luôn hạnh phúc. Chúc cho Đức Tài sẽ thành công trong con đường của bạn sắp tới. Và bạn sẽ luôn luôn là một chàng trai nhiệt huyết, tốt bụng. Cảm ơn bạn, cảm ơn cô, cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn tất cả những khán giả đang có mặt ngày hôm nay và cả những khán giả đang theo dõi chương trình. Và chúng tôi hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ luôn đón xem chương trình. Chương trình của chúng ta được phát sóng vào lúc 20:30 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện với sự đồng hành của Tôn Đông Á. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Lúc chị biết chị bị ung thư á, chị tuyệt vọng, chị chỉ biết khóc thôi. Lúc đó con vẫn còn bé quá, bệnh án của bé bị bệnh chậm phát triển trí não gọi là tâm thần á. Tôi nghĩ bỏ con tôi chịu không nổi, mới mất chồng đây sao bỏ con được. Mẹ con đơn chiếc nương tựa nhau sống. Thật sự em rất nể mẹ, rất phục. Cho dù sau này mà em có làm ông to bà lớn cỡ nào chăng nữa thì không giờ mãi mãi không giờ bằng mẹ em được. Mẹ là tia nắng thắp sáng dưới ấm tâm hồn con, mẹ là dòng sông yêu thương tháng năm hiền hòa, dòng đời trông gái con đi bao nhiêu bước chân là bao nhiêu nỗi lo mẹ yêu. Và em nghĩ rằng em đã từng làm mẹ cho nên em cũng hiểu được cái nỗi lòng của chị và em thấy chị càng rất là hạnh phúc. Nhìn mẹ của Phương á thì Trâm nghĩ ngay tới mẹ của Trâm. Những người phụ nữ rất là mạnh mẽ và yêu thương con vô điều kiện. Với đôi cánh hàng rong nuôi lớn đời tôi từng ngày, khắc ghi mãi vào tim không phút nào quên. Anh về miền Tây tìm em đã lỡ thiên đò, cầu nói yêu thương giờ sao em. Cái giọng anh hay lắm, cái giọng anh nó ngọt ngào lắm mà nó hợp với cái dòng nhạc này. Thành thử ra là em nghe em rất là cảm tình ngay từ đầu.
lực rất là khỏe, đầy. Nhưng mà hát dầm dặn thì rất là thích hợp. Quan trọng hơn hết là cái cảm xúc rất là chân thành. Vừa ngạc nhiên mà cũng vừa xúc động nữa. Con cảm được những gì mà chú đang cảm nhận, chú truyền tải qua cái bài hát của chú. Đón xem tập 11 Hát Mãi Ước Mơ phát sóng vào lúc 20:30 ngày 5 tháng 7 trên kênh HTV7. Hát lên những giấc mơ xanh trong đêm mộng lành vẫn hay về qua. Hát lên tiếng hát yêu thương cho đôi chân bình yên cất bước. Trong ta từng giờ cháy lên niềm tin. Hát lên, hát lên câu chuyện tình.